Sau đây xin mời các bạn nghe bài viết của Vĩnh Khanh, Nửa đường chim gãy cánh bay. Hắn mệt mỏi dẫn chiếc Dream Trung Quốc cà tàng vào con hẻm nhỏ, ngọn đèn điện trên cao, ngoài đầu ngõ hắt hiu soi bóng dáng thiểu não của hắn đổ xuống, thành một vệt đen cục ngủng méo mó trên con hẻm trắng xi măng chật hẹp dẫn vào nhà. Giờ này chắc cũng đã hơn 10 giờ tối, chiếc xe mắc dịch này hôm nay dở chứng cứ tắt máy hoài. Hắn chán nản nghĩ thầm, chiếc xe triệu quá, ngày mai lại phải tốn tiền sửa nữa rồi, đúng là nghèo mà còn mắc cái eo. Sau một chặng dài dẫn đầu chiếc xe về nhà, hắn quá mệt nên không cảm thấy đói bụng, dù từ trưa đến giờ chưa ăn uống gì cả. Chưa bao giờ hắn nản chí như hôm nay, những cay đắng nhọc nhằn của thời gian tù đày trước đây, cũng như tình trạng không được chấp nhận đơn trong chương trình định cư nhân đạo HO, chỉ vì thời gian tù tội của hắn chưa đủ 3 năm cộng với những khó khăn kinh tế trong việc mưu sinh hàng ngày, cũng vẫn chưa làm hắn buồn chán thất vọng bằng lần này. Mấy hôm nay, tin tức ông Nguyễn Cao Kỳ trở về Việt Nam với ý định môi giới đầu tư vào những khu vui chơi giải trí đã có những lời ve vãn với nhà nước hiện tại làm cho hắn choáng váng. Thoạt đầu hắn không tin, chỉ nghĩ là báo chí nhà nước tuyên truyền chứ làm sao mà một người như ông Nguyễn Cao Kỳ lại trở về và mở miệng ra với những câu hèn mạt như thế. Nhưng những nghi ngờ của hắn đã mau chóng được xác nhận qua hình ảnh trên TV báo chí ngày hôm nay. Hắn đã nhìn thấy hình ảnh cũng như đọc qua báo chí buổi phỏng vấn của vị đã từng là tư lệnh một quân chủng kiêu hùng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cựu lãnh đạo cả nước. Chính sự việc này là điều đã làm cho hắn bực bội chán nản đến cùng cực. Kể từ khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay giặc, kể làm sao cho xiết những khổ đau khó khăn của dân chúng cả nước, cũng như những người bị kẹt lại như hắn, biết bao chiến hữu khác còn bị đày đọa trong các trại tập trung xa xôi, mà không ít người đã bỏ mình vì đói khát bệnh tật hoặc sau bao năm bị đày ải, trở về gia đình với hai bàn tay trắng và một gia đình tan vỡ. Ai sẽ là người trả lại sự công bằng cho hàng trăm ngàn gia đình bị ngược đãi chỉ vì có chồng, có con, có cha, là thành phần của chế độ trước? Nỗi đau đớn mất mát này, ai thấu hiểu và chia sẻ được với họ? Có ai biết được giờ này đây, mỗi ngày trên khắp mọi miền đất nước, có bao nhiêu người phải làm quần quật từ sáng đến chiều tối chỉ mong mang về được vài lon gạo cho mấy đứa con đang chờ đợi, với cơn đói rã ruột ở nhà? Miền Nam hạnh phúc đơn giản và thực tế nhất của họ bây giờ là hy vọng mỗi ngày có được cho gia đình hai bữa đủ no. Hắn đã là một trong số hàng triệu người dân kể trên, từng trải qua những ngày tháng như vậy rồi. Hắn vẫn chịu đựng, cũng như bao người dân khác vẫn chịu đựng từng ngày. Chịu đựng chỉ vì ý thức được rằng đây là chuyện tay trời ách nước. Mọi người đành phải âm thầm chịu chung một kiếp nạn, mong mỗi ngày mai đất nước sẽ thay đổi và chế độ tàn bạo của Cộng sản sẽ phải cáo chung, mọi việc rồi sẽ tươi sáng hơn. Riêng đối với hàng lãnh đạo và các chức sắc cao cấp trước đây từng hô hào sát cánh với anh em chiến hữu cho tới giờ phút cuối cùng ngày hôm trước, hôm sau đã bỏ trốn mất ra nước ngoài. Hắn cũng vẫn nghĩ với tình hình đất nước vào những giờ phút chót đã không còn gì cứu vãn được nữa. Thôi thì các vị đó có ở lại cũng chỉ bị bắt bớ tù đày mà thôi, cho nên hắn không oán trách các tướng lãnh và những vị lãnh đạo quốc gia đã tháo chạy. Dù hành động bỏ quân sĩ bỏ nước tháo chạy như vậy thật chẳng vinh quang chút nào. Tuy nhiên với hành động trở về và những lời vung vít bố la bố liếu của ông Nguyễn Cao Kỳ lần này hắn không thể nào chấp nhận và tha thứ được. Điều này mang lại cho hắn cái cảm giác bị phản bội, bị chiến hữu đồng đội bỏ rơi và hắn thấy đau đớn với cái cảm giác đó lắm. Một nỗi thất vọng ê chề bỗng dâng lên trong lòng không gì kềm hãm nổi, làm cho hắn chua xót vô cùng. Hành động lần này của ông Nguyễn Cao Kỳ quả thật quá sức hèn hạ. Đau đớn thay đó là một vị đã từng lãnh đạo quốc gia và từng là tướng tư lệnh của binh chủng mà hắn đã phục vụ. Một tướng lãnh với những lời ăn nói bạc mạng có vẻ cao bồi trước đây đã làm cho mọi người tưởng rằng ông ta là một người gan góc cùng mình, nhưng té ra đó chỉ là một tên cao bồi dỏm, chưa trút súng bắn địch thủ phát nào đã bỏ chạy trối chết. Thế mà nay bắt mặt về làm trò hề cho thiên hạ thiệt hết ý kiến luôn.
Đầu óc trống rỗng và thân xác mệt mỏi sau một ngày vất vả bên ngoài, hắn dựng xe vào nhà rửa ráy qua loa rồi ra phía nhà trước ngồi phạch xuống chiếc ghế đậu nhỏ. Lòng cảm thấy an ủi khi nhìn chiếc lồng bàn đầy thức ăn vợ đã bày sẵn để dành trên bàn những khi hắn về trễ. Hắn thầm cảm ơn người vợ hiền, nhưng chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến ăn uống nữa, không muốn làm kinh động đến giấc ngủ của vợ con và những câu hỏi lo lắng khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của mình hôm nay. Hắn cẩn thận nhìn vào trong để chắc chắn vợ và hai con đang ngủ yên, xong quay lại ngồi yên lặng một mình, vói tay lên chiếc kệ nhỏ nơi để những vật dụng lặt vặt. Hắn lấy xuống một cái hộp gỗ cũ, mở hộp ra lấy hết những món linh tinh. Bên dưới còn có một ngăn nữa mà nếu không biết thì cứ ngỡ đó là cái đáy hộp. Hắn mở luôn nắp ngăn dưới lấy ra một vật đen lên ngắm nghía hoài. Qua ánh đèn neon, đôi mắt hắn có vẻ trìu mến và dịu lại khi nhìn thấy vật đó. Lấy tay xoa nhẹ lên bề mặt của món vật một cách trân quý, ngắm nghía một lúc. Hắn cẩn thận đặt lại vật đó dưới ngăn thứ hai của hộp gỗ, đậy nắp lại và bỏ tất cả những vật linh tinh trở vào hộp. Nhìn lại hộp gỗ một lần chót, hắn hài lòng đặt nó vào chỗ cũ trên kệ. Lòng thanh thản lại đôi chút, hắn tự nhủ phải dẹp bỏ hết tất cả mọi suy nghĩ buồn phiền, chuẩn bị đi ngủ dưỡng sức cho một ngày mai vất vả khác đang chờ đón. Từ khi đi tù cải tạo về, như những thằng bạn tù đồng cảnh ngộ, hắn gặp biết bao khó khăn trong cuộc sống. Sau nhiều dự tính vượt biên thất bại, tiền bạc hết sạch, kiếm việc làm ở thành phố không được, hắn đành phải cùng vợ rời thành phố Sài Gòn thân yêu, lên làm rẫy ở Long Khánh sinh sống. Công việc nương rẫy nặng nhọc nhưng mang lại thu hoạch không đủ đâu vào đâu. Khi thu hoạch về lại bị nhà nước thu mua với giá chính thức nên những buổi ăn hàng ngày vợ chồng hắn thường xuyên phải độn thêm bắp khoai mới có thể đắp đổi qua ngày. Nhưng trời hình như chưa chịu buông tha cho số phận hắn. Sau một cơn bạo bệnh, người vợ yêu dấu đã vĩnh viễn ra đi để lại hắn một mình gặm nhấm nỗi buồn và lòng nhớ thương không cùng. Còn lại một mình hắn quyết định về lại Sài Gòn. Buổi đầu thật vất vả, hắn mướn một gian nhỏ ngăn đôi với chủ nhà trong một xóm lao động. Chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gom góp tiền bạc dành dụm được mỗi ngày ra đứng ở các chợ trời đi mua bán lại những đồ cũ sang tay. Cuộc sống cơm hàng cháo chợ cũng không yên với đám công an, cứ bị đuổi lên đuổi xuống hoài. Đôi khi còn bị tịch thu mất cả hàng, nhưng không buôn bán chợ trời thì hắn còn có thể làm gì hơn. Đi xin việc làm ở khắp nơi cũng không ai mướn, thậm chí những công việc tay chân nặng nhọc người ta cũng chỉ mướn hắn làm tạm thời trong một thời gian ngắn nào đó thôi. Nên trút cuộc ngó qua ngó lại người ta cũng vẫn thấy hắn xuất hiện ở các chợ trời như là một cơ hội bám víu cuối cùng. Chưa bao giờ đất nước lại phung phí nhân tài đến như thế. Biết bao nhiêu giáo sư, bác sĩ, kỹ sư và những thành phần trí thức khác phải chạy rong trên đường hàng ngày vật lộn với hai bữa ăn, bỏ quên hết nghiệp vụ chuyên môn của mình vì không ai trọng dụng đến. Đất nước giờ đây hình như chỉ cần tay chân chứ không cần đầu óc. Trí thức chỉ là sản phẩm của tiểu tư sản, giai cấp công nông mới là thành phần nòng cốt của đất nước. Người Cộng sản nói như vậy, cho nên những thành phần trí thức trước đây sử dụng trí óc cống hiến cho xã hội, thì nay phải biết tập tành những công việc chân tay để hiểu rõ lao động vinh quang như thế nào. Nếu không thì chỉ là thành phần ăn bám xã hội. Một đất nước mà trình độ dân trí cao đến nỗi giáo sư đại học cũng đi đạp xích lô, bác sĩ đi bán thuốc tây chui, kỹ sư đi bán hàng rong, còn cái thứ cà tàng 2-3 chứng chỉ đại học như hắn ra, đứng chợ trời trao bán, trao tay những món đồ cũ để mưu cầu hai bữa cơm qua ngày thì kể làm gì. Nếu đếm cũng không biết phải đếm sao cho hết, chắc rằng không còn quốc gia nào trên thế giới có được trình độ dân trí cao như Việt Nam lúc bấy giờ. Bất cứ ai nghĩ đến điều này cũng không khỏi bật cười chua chát. Đúng là không còn gì khôi hài hơn. Thỉnh thoảng tình cờ hắn gặp lại những người quen biết cũ trước đây là những vị tiến tâm này nọ. Cả hai chỉ biết ngậm ngùi chào hỏi 2-3 câu trong thoáng chốc rồi ai nấy lại xuôi ngược với công việc mưu sinh bất đắc dĩ. Tuy thế, việc buôn bán ở chợ trời cuối cùng cũng không kéo dài được mãi. Chính quyền địa phương càng ngày càng thẳng tay dẹp hết những khu chợ trời và buộc tất cả phải vào khuôn khổ. Ai còn chút đỉnh vốn liếng thì có thể sang lại một sạp hàng nào đó tiếp tục buôn bán sinh sống dưới sự kiểm soát của nhà nước. Còn không vốn liếng thì đi kiếm việc khác làm chứ không còn đứng trong kiếm sống như trước được nữa.
hắn là một trong số những người vô sản nên dĩ nhiên phải tự tìm cách khác để mưu sinh. Từ việc điền dùm một lá đơn, dịch một bản tiếng Anh cho đến làm thuê làm mướn, những việc tay chân nặng nhọc hắn nhận làm tốt luốt. May mắn thay, những nỗi trôi cuộc đời đã đưa đẩy hắn gặp và lập gia đình lần nữa với một người đàn bà trẻ thật lòng yêu thương hắn. Nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ vợ, hai vợ chồng đã sang được một căn nhà nhỏ trong một con hẻm ở quận Bình Thạnh, đồng thời bày ra bán cà phê bình dân ngay phía trước nhà cha mẹ vợ cũng ở gần đó. Cuộc sống mới xét ra đã đỡ hơn trước, dù phải thức khuya dậy sớm, nhưng giờ đây hắn cũng an phận với thu nhập khiêm tốn từ việc bán cà phê và lấy hạnh phúc gia đình cùng vợ cùng hai con làm niềm an ủi. Tuy nhiên hắn vẫn chưa yên thân được với phường khóm địa phương vì vẫn chưa có hộ khẩu thường trú. Công an khu vực cứ hạch sách trăng đe hoài về việc này. Thỉnh thoảng hắn phải nhín chút tiền mời công an khu vực, khi thì một bữa bia hơi, khi thì một gói thuốc thơm có cán để được yên thân. Còn những chầu cà phê lặt vặt thì khỏi nói, hãy khi nào mấy tên này vào chỗ hắn bán uống cà phê thì dĩ nhiên khỏi có vụ tính tiền. Bước ra khỏi quán còn có thuốc thơm phì phà trên môi nữa, nhưng làm sao bây giờ? Cả một đất nước đâu đâu cũng thế, đám công an này còn ăn hối lộ thì cũng còn kẻ hở để cho hắn yên thân. Đành phải chấp nhận thế thôi. Nói về cái chế độ hộ khẩu hà khắc này thì thật không gì diễn tả hết cho được. Nhà nước Cộng sản áp đặt ra chế độ hộ khẩu với mục đích kiểm soát người dân và sự đi lại, đồng thời dùng hộ khẩu để phân phối thực phẩm như một phương thức kiểm soát luân bao tử người dân. Mỗi tháng mỗi một đầu người trong hộ khẩu chỉ được phân phối một số lượng nhu yếu phẩm nhất định, do thế không ai được quyền di chuyển ra khỏi nơi mình cư trú mà không có giấy tờ hợp lệ. Vì khi đi đến nơi mới không có hộ khẩu thì sẽ không được phân phối thực phẩm, đó là chưa kể đến bị phạt vạ, bắt bớ. Nếu bị bắt gặp ở lậu không có giấy tờ hợp lệ, trên đất nước của mình mà người dân đi đâu, ở đâu bao lâu cũng đều phải khai báo. Ngay cả đến chỉ nhà bà con chơi ở lại qua đêm cũng đều phải khai báo phường khóm nếu không muốn bị rắc rối. Như vậy mà nhà nước cứ luôn miệng trêu rao tuyên bố đất nước này là của người dân, do dân làm chủ, đúng là khôi hài hết chỗ nói. Tuy thế chế độ hộ khẩu này càng ngày càng tỏ ra bất lực vì đã không thể khống chế nổi người dân khi họ đói. Từ khắp các nơi ở miền Bắc, miền Trung, dân chúng đói khổ kéo về các thành phố lớn tìm cách sinh sống. Mặc cho chế độ hộ khẩu ràng buộc cấm đoán, dân chúng không còn sợ nữa. Hợp pháp hay bất hợp pháp, dân chúng không quan tâm nữa. Họ vẫn cứ đi tìm những nơi khả dĩ còn có thể buôn bán, làm thuê, làm mướn sinh sống qua ngày được, hơn là nằm nhà chờ nhà nước phân phối cho một số lượng nhu yếu phẩm mỗi tháng, mà thật ra chẳng thấm vào đâu. Tình trạng di dân lậu này khiến cho mật độ dân số ở những thành phố lớn trở thành con số đông khủng khiếp, nhất là tại thành phố Sài Gòn. Xã hội ngày càng loạn hơn, nhà nước Cộng sản không thể kiểm soát nổi số người ở lậu càng ngày càng đông đảo như vậy, nên cuối cùng buộc phải hợp thức hóa theo một tiêu chuẩn nào đó cho những người ở lậu nhập hộ khẩu mới để dễ bề kiểm soát. Chính nhờ thế sau mấy năm nằm lì sống bám vào thành phố, hắn cũng được hợp thức hóa cho nhập vào hộ khẩu trở lại. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, hắn không khỏi bật cười. Chỗ ở và việc sinh sống nay tạm ổn qua ngày, tuy nhiên nỗi buồn và bất đắc chí không thể nào vơi được trong lòng hắn, khi hàng ngày vẫn còn nhìn thấy đồng bào chung quanh chịu nhiều khó khăn, bất công cũng như chính bản thân của hắn phải giả dại qua ải, sống âm thầm qua ngày như thế, biết làm sao hơn. Kể từ tháng Tư Đen, những người lính không quân như hắn đã không còn cơ hội chiến đấu. Giống như một con chim bị gãy đôi cánh chỉ còn biết nhìn lên trời cao gặm nhắm nỗi buồn một mình trong sự đau đớn tủi nhục mà thôi. À xin lỗi, anh có phải là Thái không? Hắn ngước lên nhìn. Người hỏi hắn là một người đàn ông khoảng 55-56 tuổi đang đứng trước cái quầy nhỏ nơi hắn bày mấy gói thuốc lá bán lẻ nối tiếp với cái bàn nhỏ để đồ cần thiết pha chế cà phê. Chỉ mất mấy giây bỡ ngỡ ban đầu, hắn nhận ngay ra người đối diện bên ngoài quầy thuốc lá, nhưng vẫn dè dặt hỏi. À dạ phải, chào anh là ai, sao biết ra tên tôi? À trời đất ơi, đúng là anh Thái rồi, tôi là Hùng, trước ở cùng phi đoàn với anh đây, anh Hùng không nhớ sao? Người đàn ông lộ vẻ vui mừng. Hắn đứng lên cẩn thận nhìn ra bên ngoài, mấy năm tù cải tạo và môi trường sống hiện tại tạo cho hắn cái phản ứng tự nhiên như thế khi mỗi khi có chuyện gì dính líu tới quá khứ, không thấy gì khả nghi cả.
mọi người bên ngoài đi qua lại bình thường, còn trong quán chỉ có hai thanh niên trẻ quen ở cửa hàng bên cạnh hay qua uống cà phê tán dóc khi rỗi rảnh. Giờ này cũng gần trưa rồi, khách không nhiều, không ai thèm chú ý tới gian hàng nghèo nàn của hắn cả. Lúc đó hắn mới yên tâm nhìn người đối diện. À, tôi nhận ra anh rồi, Hồng Tân Thời nổi tiếng ở phi trường Phan Rang đó phải không? Ha, đúng rồi, Hồng Tân Thời đây. Người đàn ông khoái trá xác nhận với nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh ấy vẫn còn nhớ đến biệt danh của tôi là tôi vui rồi. Anh bán cà phê ở đây hả? Tôi tình cờ đi ngang qua nãy giờ nhìn thấy anh ngờ ngỡ mà không dám hỏi. Trời ơi, không ngờ gặp lại được Thái Khủng Long ở đây. Chừng nào anh có thể rảnh, mình kiếm chỗ khác nói chuyện được không? Nếu anh không bận, tôi muốn mời anh làm lai rai chúc đỉnh mừng ngày gặp gỡ hôm nay. Lâu quá trời còn gì? Hắn dè dặt nhìn người đối diện, nghĩ thầm trong bụng, đúng là Hùng Tân Thời rồi. Cái thằng này lúc nào cũng lên đồ láng cón, chả trách ngày xưa anh em trong phi đoàn gán cho nó cái biệt hiệu này. Đã bao nhiêu năm qua nhưng hắn vẫn nhận ra ngay. Tuy nhiên, nhìn nó bây giờ sao sang trọng quá, chắc là ở nước ngoài về. Một nỗi mặc cảm vô hình bỗng dưng dâng lên trong lòng. Làm sao mà hắn có thể quên được người bạn đang đứng trước mặt hắn chứ? Trong đơn vị ngày xưa hai đứa nổi tiếng là hai thằng lì lợm nhất. Hùng Tân Thời là một anh chàng điệu lắm, tối ngày cứ quần áo chạy chuốt. Bởi vậy nó là thằng đắc đào có tiếng ở đơn vị. Mới hôm qua thấy chở một cô thật đẹp, qua hôm sau lại thấy đi với một cô khác xinh xắn không kém. Hai người là bạn khá thân, đi chơi cũng khá lắm mà chiến đấu cũng rất gan lì. Phi vụ nào hóc búa nhất giao cho hai đứa cũng đều hoàn thành cả. Nhưng cái gan lì của Hùng Tân Thời cũng còn phải nảy hắn một bước. Nhiều mục tiêu phòng không, địch bắn lên như đan lưới. Các phi vụ khác cố gắng bao nhiêu lần cũng không ủi xong, đều phải để dành cho hắn cả. Với bất cứ giá nào hắn cũng thanh toán cho bằng được nhiệm vụ giao phó. Đã nhiều lần hắn về lại phi trường với chiếc A-37 lỗ chỗ đầy vết đạn và mấy lần suýt chết. Hắn gan lì đến nỗi phi đoàn trưởng và sĩ quan An Phi phải cảnh cáo hoài, nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Tiếc rồi cả phi đoàn phải đặt riêng cho hắn cái danh hiệu là Thái Khủng Long. Hắn chợt mỉm cười khi nhớ lại kỷ niệm ngày xưa ở đơn vị. À, Hùng Tân Thời thì làm sao tôi quên cho được, anh vẫn khỏe chứ? Hùng vồng vã. Khỏe, khỏe lắm, còn anh bấy lâu nay ra sao? Anh có thể đi làm lai ra với tôi được không? Còn nếu không tiện thì mình ngồi ở đây nói chuyện cũng được. Gặp lại anh tôi mừng quá, tôi có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm. Hắn nhìn lại những món bày biện trên cái quầy cà phê tự nhiên thấy chán nản. Anh chờ tôi một chút. Nói xong hắn bước vào bên trong kéo tay vợ ra. Em ra đây để anh giới thiệu anh Hùng, một người bạn thân trước đây. Giới thiệu Hùng với vợ, đợi hai người chào hỏi xã giao xong, hắn quay lại nói với vợ. Giờ này chắc cũng không có khách nhiều đâu, anh và anh Hùng qua quán bên kia đường. Anh em lâu ngày gặp nhau, có thể tụi anh uống mấy chai bia và ăn trưa luôn. Em xem chừng quán và đừng chờ cơm anh ngang. Người đàn bà vui vẻ. Được rồi, anh cứ đi với bạn đi, để đây em lo cho. Hùng hỏi bạn khi băng ngang đường. À, hình như chị này là vợ sau của anh phải không? Tôi nhớ chị vợ trước đây của anh trông khác mà. À đúng rồi, đó là người vợ tôi gặp mấy năm sau này, người vợ mà anh biết trước đây đã mất lâu rồi. Để rồi tôi sẽ kể cho anh nghe. Hắn bùi ngồi nói. Ồ vậy à, xin lỗi anh Thái, tôi đâu có biết là chị đã mất và anh đã lập gia đình lại. Hai người vào một quán bên kia đường gọi hai chai bia và vài món ăn, Hùng nông nóng hỏi bạn trước. À, cuộc sống của anh lúc này thế nào, anh có thể kể tôi nghe không? Tôi thật tình hỏi thăm chứ không có ý gì đâu. Hắn cười méo mó. Tôi giờ sinh sống qua ngày nhờ vào cái quầy cà phê bình dân và thùng thuốc lá lẻ mà anh đã thấy đó. Hắn kể lại cho bạn nghe tất cả về mình. Kể từ ngày phi trường Phan Rang thất thủ, cả phi đoàn được lệnh về Tân Sơn Nhất lánh nạn chờ bổ sung quân số vào đơn vị mới. Nhưng chưa kịp gì thì Tổng thống Dương Văn Minh đã ra lệnh đầu hàng. Cả miền Nam bị bất tử rơi vào tay giặc, trong khi tinh thần chiến đấu của quân dân các cấp ở khắp nơi vẫn còn rất cao. Hắn là một trong rất số ít người trong phi đoàn bị kẹt lại cùng với cả nước lâm vào cảnh khốn cùng. Đi trình diện học tập tưởng chỉ có 10 ngày, không ngờ bị nhốt gần 3 năm mới được thả. Tưởng số phận như vậy là may mắn hơn những người cùng cảnh ngộ khác vì nhiều người bị nhốt lâu hơn hắn. Tuy nhiên điều đó lại khiến hắn không đủ tiêu chuẩn nộp đơn đi theo chương trình nhân đạo HO của Mỹ sau này. Vì thời gian tù đày chưa quá 3 năm, hắn kể cho bạn nghe luôn về những chuyến vượt biên thất bại, về chuyện đi lên Long Khánh làm rẫy, về chuyện người vợ trước vắng số đã chết sau cơn bạo bệnh.
kể về thời gian từ rẫy bỏ về Sài Gòn sinh sống lên đên ở những chợ trời và gặp người vợ sau này mấy năm trước ra sao. Giờ đây đã an phận với vợ và hai con nhỏ. Hùng Tân Thời nghe mà cảm khái vô cùng, không ngờ số phận của bạn mình long đong đến như thế. Hùng cũng kể về mình cho hắn nghe. Vào những ngày cuối cùng của tháng Tư Đen, Hùng cũng bị kẹt lại không di tản kịp. Sau khi đi tù cải tạo về, gia đình giúp cho Hùng đi vượt biên và chiếc ghe chở đoàn người vượt biên, trong đó có anh đã may mắn được một tàu dầu tiếp cứu sau khi bị bão lên đên trên biển mấy ngày trời. Hùng định cư tại Mỹ và lập gia đình sau đó mấy năm. Hiện anh đang sống tại San Jose, Cali với vợ và hai con. Sau khi kể cho bạn nghe, Hùng nhìn ngay vào, hắn nói: "Anh Thái, tôi biết anh không may đã gặp nhiều khó khăn khi kẹt ở lại, nhưng mong anh đừng có mặc cảm. Tôi có thể nói với anh một câu rất thật lòng, tình cảm bạn bè của chúng ta vẫn như ngày nào. Tôi cũng giống như anh, chẳng qua tôi may mắn đi lọt được, còn anh thì bị kẹt lại, thế thôi. Nếu tôi không đi thoát được trên chuyến vượt biên đó thì giờ này có lẽ số phận tôi cũng sẽ như anh, hoặc biết đâu chừng còn tệ hơn anh nữa. Hoặc giả nếu không được chiếc tàu dầu ngày đó cố vớt thì có thể tôi đã chết tiêu xác trên biển rồi. Số con người khó mà nói trước được. Tuy nhiên, truyền thống không quân của chúng ta là không bỏ anh em, không bỏ bạn bè mà. Anh không nhớ sao, chúng tôi dù ở xa nhưng vẫn thường hay họp lại với nhau và nhắc nhở cũng như tìm cách giúp đỡ các anh em còn bị kẹt lại quê nhà. Bao nhiêu năm nay chúng tôi vẫn làm như vậy." Hắn thật xúc động với câu nói chân tình của bạn. Những mặc cảm gần như tan biến hết qua câu nói đó của Hùng. Hắn hỏi thăm Hùng về những người bạn cũ, những người quen biết đã một thời cùng hắn phục vụ chung một đơn vị dưới một màu cờ. 30 năm trôi qua với bao nhiêu thay đổi, vận mệnh đất nước bỗng dưng đổ sang chiều hướng mới không ai có thể ngờ được. Một cuộc chiến kéo dài bao nhiêu năm bỗng nhiên có một kết cuộc không giống ai hết. Sự phản bội của đồng minh và những nông nổi của cấp lãnh đạo thiếu tài đức đã bóp chết tức tưởi cả một đất nước và quân đội hùng mạnh. Hắn buồn bã thở dài rồi hỏi Hùng: "Ê, còn chuyện ông Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam như thế nào, anh có thể nói cho tôi biết được không? Chuyện đó hư thực ra sao? Tôi thật sự bất mãn và đau lòng với những lời tuyên bố của ông ấy khi về đây. Không ngờ ông ta lại có thể buông ra những lời hèn hạ như thế." Hùng bực tức khi nghe bạn nhắc đến vấn đề này. "Ê thôi, nhắc tới tên cha nội đó thấy chán quá. Hành động và tư cách của ông ta đã tự chung dùi đi tên tuổi và làm dân chúng khinh miệt bản thân ông ta thôi chứ được ích gì." Hùng hậm hực nói thêm: "Việc ông ta về Việt Nam gia giảng chế độ hiện tại thật khiến cho người ta kinh ngạc và ghê tởm. Tôi nói cho anh biết, vì tư cách hèn hạ đó, những hội ái hữu không quân ở hải ngoại đã loại trừ tên ông này ra khỏi hàng ngũ không quân rồi. Ngay cả những hội đoàn và các binh chủng bạn khác cũng đã tuyên bố tẩy chay ông ta luôn. Riêng cá nhân tôi cảm thấy xấu hổ với các quân binh chủng bạn vì trong hàng ngũ không quân Việt Nam Cộng Hòa có một người tồi tệ đến như vậy. Tuy nhiên, đó chỉ là cá nhân của ông ta mà thôi. Còn tập thể không quân của chúng ta vẫn một lòng một dạ với tổ quốc dân tộc. Mặc dù giờ để anh em chúng ta ở rải rác khắp nơi, nhưng lòng chúng ta lúc nào cũng hướng về quê hương đất nước. Chúng ta chỉ có một đất nước Việt Nam mà thôi, và đó phải là một đất nước tự do dân chủ thật sự, chứ không phải là đất nước bị kèm kẹp như thế này. Chúng tôi không quên đâu anh à. Riêng các chiến hữu kém may mắn hơn đang còn bị kẹt ở quê nhà như anh đây, chúng tôi cũng không bao giờ quên đâu. Có thể vì anh ở trên vùng Long Khánh trước đây hoặc vì bận rộn sinh kế hàng ngày nên chúng tôi đã không tìm được. Bên đó anh em chúng tôi thành lập hội ái hữu không quân ở khắp nơi. Ngoài việc thỉnh thoảng tập hợp các anh em lại trong những buổi họp mặt thân hữu để thăm hỏi, giúp đỡ nung đúc tinh thần lẫn nhau và giữ vững niềm tin vào một tương lai đất nước tươi sáng hơn, chúng tôi cũng tìm cách giúp đỡ những anh em không may gặp cảnh khó khăn ở quê nhà mà chúng tôi nghe tin được. Thỉnh thoảng có người về thăm nhà, chúng tôi đã ủy thác thăm hỏi cũng như giúp đỡ vật chất để các anh em bớt được phần nào những khó khăn với cuộc sống hiện tại. Hôm nay tôi gặp được anh ở đây thật là may mắn. Anh cứ vững tâm đi, chúng tôi không quên anh đâu. Chúng ta còn phải làm nhiều việc cho đất nước quê hương sau này lắm. Tuổi chúng ta có lớn, nhưng lòng chúng ta thì chưa mệt mỏi già cỗi đâu. Không làm được việc này thì chúng ta làm việc khác. Chúng ta còn có nhiệm vụ hướng dẫn con cháu thế hệ kế tiếp chúng ta không quên cội nguồn và sẽ là những con người có ích cho xã hội đất nước Việt Nam sau này. Những lời của Hùng vừa như thức tỉnh hắn, quả thật nỗi khó khăn vật chất, sự đau đớn tinh thần qua nhiều mất mát đã đánh đổ đi niềm tin trong lòng hắn rất nhiều. Trước đây không ít lần hắn đã từng nghĩ những anh em may mắn đi qua được nước ngoài chắc chẳng còn nghĩ gì về quê hương đất nước nữa đâu. Hình ảnh của những Việt kiều về thăm nhà bỏ tiền ra ăn chơi vung vít không khỏi làm cho hắn nhiều lần thất vọng và xót xa.
Ở trong một phạm vi nào đó, hắn không thể tránh khỏi cái suy nghĩ về những anh em chiến hữu của hắn ngày trước đã may mắn vượt thoát ra được xứ người và những người còn kẹt lại như hắn. Nay phải là hai thái cực khác nhau. Họ nay có tiền bạc sống một cuộc sống no ấm bên vợ đẹp con ngoan, còn những người chẳng may bị kẹt lại quê nhà thì phải lầm lũi sống một cuộc sống chật vật khó khăn chồng chất, cũng như phải gánh chịu những bất công của chế độ hiện tại. Dù muốn dù không, những tự ti mặc cảm không thể tránh khỏi được trong suy nghĩ của hắn. Tuy nhiên qua những lời tâm sự của Hồng thì anh em bên đó dù điều kiện vật chất có khá hơn, nhưng lòng yêu quê hương tổ quốc cũng vẫn vậy. Đôi khi niềm trai trích của người buộc sống phải xa xứ sở quê hương còn dằn vặt tinh thần họ nhiều hơn nữa. Những điều đó hắn làm sao biết được? Hắn đã quá vội trách lầm anh em. Đúng rồi, đâu ai muốn xa lìa quê hương xứ sở đâu. Dù cuộc sống đó có đầy đủ vật chất nhưng phải xa lìa quê hương, xa lìa nơi chung nhau cắt trốn như vậy có ai mong muốn đâu. Nếu có một vài thành phần cá nhân lẻ tẻ nào đó nghĩ như vậy thì cũng chỉ là lối suy nghĩ quá nông cạn, hời hợt và đáng trách. May mắn thay những người như Nguyễn Cao Kỳ không nhiều và không thể làm nhục chí của cả tập thể binh chủng không quân Việt Nam Cộng Hòa được. Trước đây tên đó đã là một tay lãnh đạo tồi, khi Lâm Nguy đã tháo chạy trước bỏ mặc đàn em chiến hữu ở lại bơ vơ, thì bây giờ có hoặc không có tên tồi tệ đó cũng không quan trọng gì. Phải rồi, hắn còn nhiều việc phải làm. Các anh em chiến hữu của hắn vẫn nung nấu một tinh thần bất khuất, âm thầm chiến đấu bằng bất cứ phương tiện thực tế hiện có, kể cả phương tiện giáo dục cho thế hệ con em mai sau, hy vọng cho một tương lai đất nước sáng sủa hơn. Thì hà cớ gì hắn phải xuống tinh thần và tự ti mặc cảm? Một chút đau khổ khó khăn vật chất hắn đang chịu đựng có xá gì với bao khó khăn của cả một đất nước đang oằn mình hàng ngày chịu đựng những bất công của chế độ hiện tại? Cũng may hôm nay hắn gặp được Hùng đã giúp xóa đi được cái ý nghĩ bi quan bấy lâu nay. Còn đang suy nghĩ miên man thì Hùng đặt tay lên vai bạn an ủi. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, gặp được anh lần này tôi rất vui. Khi trở về lại Mỹ, tôi tin rằng những anh em khác chắc chắn cũng sẽ rất vui khi biết được tin tức của anh. Truyền thống, không bỏ anh em, không bỏ bạn bè của chúng ta lúc nào cũng vẫn vậy. Anh hãy tin điều này đi. Hắn cảm động nhìn Hồng. Tôi rất cảm ơn các anh em vẫn còn nghĩ đến chúng tôi. Thật ra có một vài lần tôi đã nghĩ rằng sau khi các anh thoát qua được nước ngoài, đối diện với những khác biệt văn hóa và cuộc sống tất bật áo cơm nơi quê người, nên các anh cũng không còn tha thiết gì nữa. Nay nghe anh trình bày như vậy, tôi rất vui và cảm động vô cùng. À thôi được rồi, hôm nay gặp lại anh đây là vui rồi. Hãy gạt mọi chuyện khác vào một bên, chúng ta uống mừng đi. Chiếc xe dream Trung Quốc đưa hắn về, tới con hẻm nhỏ thì trời đã sập tối lâu rồi. Tiếng nổ êm đều đặn của chiếc xe hôm nay như hòa chung niềm vui với tiếng huýt sáo khe khẽ của hắn. Hơi men lân lân trong người sau buổi tiệc hội ngộ với Hùng làm cho hắn thấy sảng khoái thêm lên. Không còn gì vui bằng sau bao năm mất liên lạc, gặp lại được anh em đồng ngũ ngày xưa và tình cảm của anh em đối với nhau vẫn tràn đầy như xưa. Nỗi buồn phiền thất vọng trong người hắn đã biến mất, tâm trạng bất đắc chí không ai hiểu mình từ bấy lâu nay hình như không còn nữa. Niềm hạnh phúc của bữa cơm tối với người vợ chờ chồng về cùng ăn làm lòng hắn ấm áp thêm lên, nên cho dù không đói hắn cũng ngồi vào bàn ăn với vợ. Hắn kể cho vợ nghe về những kỷ niệm và những người bạn ngày trước trong đơn vị, kể về biệt danh Hùng Tân Thời và Thái Khủng Long, cùng với những chiến công oai hùng mà hắn và các chiến hữu đã từng đạt được. Người vợ tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui lây với nỗi vui và tiếng cười sảng khoái, cùng những câu chuyện không đầu không đuôi đêm hôm đó của chồng. Đợi vợ dọn dẹp và vào phía trong lo cho hai con ngủ đâu đó xong xuôi, hắn mới đứng lên lấy cái hộp gỗ cũ trên kệ xuống, đổ hết những thứ lỉnh khỉnh bên trong và lấy ra vật đã cất giấu kỹ lưỡng ở ngăn thứ hai dưới đáy hộp. Hắn ngắm nghía giơ tay vuốt ve vật đó với một thái độ trân quý vô cùng. Dưới ngọn đèn neon sáng choang, trong tay hắn là một tấm phù hiệu thiêu nổi bật hình con rồng trên nền vải, đang bay lượn giữa khung trời màu xanh với đôi cánh mang lá cờ vàng ba sọc đỏ. Phía dưới tấm phù hiệu hiện lên bốn chữ thêu qua bao năm tháng nhưng rất còn đậm nét, tổ quốc không gian. Tấm phù hiệu này hắn đã cẩn thận tháo gỡ ra trên chiếc áo bay sau ngày miền Nam rơi vào tay giặc và từ đó đã được cất giữ như một báu vật trân quý. Đó là chút kỷ niệm còn sót lại và cũng chính là nguồn động lực luôn hâm nóng nhắc nhở hắn. Cho dù bất cứ tình huống nào, hắn vẫn luôn là một chiến sĩ bảo vệ tổ quốc không gian, bảo vệ lá quốc kỳ mà hắn đã từng quỳ xuống tuyên thệ ngày nào.
dù thời cuộc có đổi thay, đất nước đang còn trong cảnh khốn cùng dưới nanh vuốt của bầy quỷ dữ, nhưng hắn vẫn tin tưởng một ngày nào đó, ngọn cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu lại ngạo nghễ tung bay trước gió. Tất cả bạn bè chiến hữu của hắn ở phương xa vẫn một lòng một dạ hướng về tổ quốc thân yêu và cùng chờ mong ngày huy hoàng đó. Nếu tất cả đồng lòng như thế, ngày đất nước thật sự tự do sẽ không còn xa nữa. Hùng Tân Thời nói đúng, cho dù thế hệ của hắn có già cỗi nhưng còn thế hệ tiếp nối, hắn cũng phải có bổn phận hướng dẫn hai con, dạy dỗ nhắc nhở cho chúng biết một đất nước thật sự tự do là gì. Đời của hắn làm không được thì đời con hoặc ngay cả đời cháu của hắn cũng sẽ làm được. Nếu mọi người đều giữ vững niềm tin như vậy thì đất nước thân yêu này một ngày nào đó sẽ có tự do thật sự, người dân sẽ sống trong một xã hội dân chủ thật sự ấm no hơn. Miệng nhoẻn nụ cười tin tưởng, hắn áp tấm phù hiệu quân chủng lên trước ngực nơi trái tim đang treo lên những nhịp điệu cuồng nhiệt, như ngày nào hắn cùng chiếc A-37 dương đôi cánh bay lượn trên nền trời xanh cao vút để bảo vệ vùng trời tổ quốc không gian thân yêu. Đêm đó hắn ngủ một giấc thật ngon lành. Vĩnh Khanh. Xin cảm ơn các bạn.